Thí sinh Nguyễn Ngọc Đảo hoàn thành xong phần thi của mình và sau đây xin được mời cô Nản lại sân khấu để giao lưu với chương trình ạ. Vâng thưa cô, kết thúc vòng 1 với sự tranh tài của 138 thí sinh và bây giờ cô đã lọt vào vòng 2 rồi. Vậy thì cô có thể chia sẻ là để chuẩn bị tốt cho vòng 2 này thì cô đã có những cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần cũng như là bài hát như thế nào rồi ạ? Khi vòng 1 thì rất nhiều người lớn tuổi, nhưng mà vào vòng 2 này thì chỉ có mình tôi là lớn tuổi nhất, 58 tuổi. Và tôi có được một khoảng đời rất là dài để nghe và am hiểu cái dòng nhạc Bolero. Tôi đã chọn ca khúc Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Đây là một bài hát hay, một bài hát khó. Và tôi muốn hát được bài hát này thì tôi phải tập luyện rất là nhiều. Và hôm nay tôi đã hát bài hát này bằng cả trái tim và nội cảm xúc
gửi vào trong bài hát, cho nên tôi rất hài lòng với bài hát của mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi cũng như là bài hát rất là tuyệt vời của cô ạ.